ký kênh để ủng hộ Bulala nhé. Để đăng ký kênh, các bạn vui lòng truy cập vào ứng dụng YouTube trên điện thoại và truy cập YouTube trên máy tính. Các bạn hãy tìm với từ khóa Bulala, sau đó vào kênh Bulala và chúng ta hãy nhấn nút đăng ký và nhấn chuông để xem được những video mới. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và hãy chia sẻ những video hay đến cho bạn bè cùng xem nhé. Đó là động lực để Bulala tiếp tục và có những video hay gửi đến các bạn. Nhớ nhé, hãy đăng ký kênh, nhấn chuông và đừng quên like những video của Bulala nhé. Tại sao trẻ con lại thay răng? Tiên ơi, bọn tớ đến rồi này, mở cửa ra nào. Chúc mừng sinh nhật. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Đón xem là quà gì nào. Đúng đó, đón xem bên trong có kẹo không nha Tiên. Cháu nói lộn hết cả rồi, còn đón cái gì nữa chứ. Sao cậu không nói gì, có chuyện trong người lắm hả? Đã sắp biến thành bà già rồi, không có răng rồi. À, Tiên rụng răng rồi, mau đi bệnh viện đi. Đừng có sợ, đây là hiện tượng bình thường mà. Cháu đang thay răng thôi mà. Thảo Nhã, tại sao gọi là thay răng vậy ạ? Thức ăn của trẻ nhỏ thường ít và dễ nhai. Sử dụng răng sữa là đủ để hoàn thành nhiệm vụ nghiền thức ăn. Răng sữa là những chiếc răng đầu tiên trong cuộc đời của mỗi người. Tổng cộng có 20 cái, mỗi hàm có 10 cái. Khi trẻ nhỏ lớn dần, các loại thức ăn ngày càng trở nên phong phú. Răng sữa không thể hoàn thành nhiệm vụ được nữa, bắt buộc phải đến lượt thay thế bằng các răng vĩnh viễn chắc chắn, cứng cáp hơn và chức năng đa dạng hơn. Trẻ nhỏ từ 6 tuổi trở đi sẽ bắt đầu thay răng, khoảng 14 tuổi là thay hết răng, tổng cộng có 32 cái, mỗi hàm có 16 cái. Thật không ạ? Cháu sẽ mọc răng mới chứ ạ? Đương nhiên, răng mới sẽ mọc vừa trắng vừa chắc, giống như chú này. Sở dĩ chú đẹp trai, phong độ thế này là nhờ có hàm răng đẹp, tuyệt vời này đấy. Thế là cháu có thể ăn thỏ thích kẹo rồi. Ngon quá đi. Tiên, ăn kẹo nhiều không tốt cho răng đâu. Không có sao đâu, dù gì răng rụng rồi cũng sẽ mọc lại mà. Chú quên là không nói cho cháu biết, cả đời người chỉ thay răng có một lần mà thôi. Tại sao ăn nhiều kẹo sẽ bị sâu răng? Anh có đồ chuyển phát nhanh à, xin hãy ký nhận à. Ồ, cái hộp quà to quá. Hộp gì thế ạ? Ai gửi cho chú thế? Đây là quà của bạn chú ở nước ngoài gửi về đó. Nhìn ngon quá à. Cho tôi nếm thử coi. Mỗi người chỉ được ăn một cái thôi, không được ăn nhiều nha. Chú thật là kỳ bo nè. Không phải chú kỳ bo đâu, ăn nhiều kẹo không tốt đâu. Tại sao vậy? Ăn nhiều kẹo sẽ bị sâu răng đấy. Răng được bảo vệ nhờ men răng. Men răng là một lớp áo giáp kiên cố cho răng. Nhưng nó rất sợ chua, khi môi trường khoang miệng có tính axit, men răng sẽ bị phá hoại, hình thành nên những lỗ hổng trên răng, đó chính là bệnh sâu răng. Trên bề mặt răng thường có mảng bám, trong đó có chứa rất nhiều vi khuẩn. Những vi khuẩn này sẽ chuyển hóa đường trong thức ăn thành axit, do đó ăn nhiều đường sẽ bị sâu răng. Khi chúng ta ngủ, khoang miệng sẽ ngừng tiết nước bọt. Nếu lúc này trong miệng vẫn còn đường lưu lại, đường sẽ lên men và chuyển hóa thành axit, có thể ăn mòn răng. Vì vậy, trước khi đi ngủ nhất thiết phải đánh răng và không được ăn kẹo. Lúc đó mà ăn một cây kẹo là tương đương với 10 cây kẹo ban ngày đó, hiểu chưa? Bọn cháu chăm đánh răng lắm, chú cho bọn cháu ăn một cái đi mà. Thôi được rồi, nói trước là mỗi đứa ăn một cái thôi đấy. Oh
không? Dạ dạ. Vậy bọn cháu không khách sáo đâu nha. Ơ này, đó là quà của bạn chú tặng mà, dù gì cũng phải chừa cho chú một viên chứ. Cái răng nữa rồi. Tớ đã tập trung những cái răng sữa bị rụng vào đây này. Các cậu xem này. Ủa mà tại sao răng lại có hình dạng khác nhau vậy? Mỗi cái răng nó có nhiệm vụ khác nhau nên hình dạng của chúng đương nhiên là phải khác nhau rồi. Một ở chính giữa miệng là hai răng cửa giữa, dẹt và rộng, chuyên dùng để cắn thức ăn. Mọc ở hai bên răng cửa giữa là hai răng cửa bên, cùng đảm nhận phụ trách cắn thức ăn. Mọc ở hai bên răng cửa bên là răng nanh, phụ trách việc xé thức ăn. Còn nằm ở trong cùng là răng hàm, dùng để nhai và nghiền nát thức ăn đấy. Theo các nhà khoa học nghiên cứu, loài vượn cổ ở phía Nam Châu Phi, sống cách đây hàng triệu năm, có nhiều răng cứng hơn chúng ta. Chúng cần phải dùng răng để cắn các loại khô, có vỏ bột cứng, còn phải xé thịt sống. Bởi vì vậy, răng phải chịu áp lực rất lớn nên dần dần đã trở nên kiên cố và sắc nhọn. Cùng với sự tiến hóa của con người, thức ăn trở nên nhỏ hơn, cộng thêm với việc sử dụng dao, nĩa khi ăn, áp lực mà hàm răng của con người gánh chịu ngày càng giảm đi. Răng, đặc biệt là răng nanh, dần dần không còn sắc nhọn như trước nữa. Chắc chắn phải biết bảo vệ răng của mình đó. Dạ, cháu biết rồi ạ. Không dùng răng cắn những thức ăn quá cứng đâu. Bên cạnh đó cũng cần phải ăn một số loại thức ăn thô cứng. Cần phải nhai như cơm cháy nè, các loại rau thực phụ nè, cọng rau nè. Khi ăn nó nên nhai chậm, nhai kỹ. Như vậy có thể giúp cho răng và hàm được kích thích và rèn luyện đúng cách. Xem ra không được ăn đậu nữa rồi. Nhưng mà buổi tối á, cậu cũng không được ăn đồ quá cứng đâu nha. Tiếc quá, chú định hôm nay cho các cháu ăn xương hầm mà. Chú đừng có nói nha. Món ăn của chú làm á, thật sự là không thể tăng bắp được. Tự nhiên có cảm giác như bọn người ta tạt cám nước lạnh cho mình gì vậy ta. Đúng rồi đó. Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn mì thịt bò đi. Đồng ý. Đám nhóc con này. Các bạn ơi, đến thời kỳ thay răng, chân răng sữa sẽ bị triệt tiêu. Răng sữa sẽ lung lay và rụng để răng vĩnh viễn mọc lên. Răng nào mọc trước sẽ thay trước. Nếu răng không tự rụng, nên tới bác sĩ nha khoa để khám và nhổ nhé. Tuy răng sữa sẽ rụng đi và mọc răng vĩnh viễn, nhưng chúng ta phải chăm sóc răng sữa thật cẩn thận. Bởi vì răng sữa rất quan trọng trong sự phát triển thể chất của trẻ, ví dụ như ăn, nhai, phát âm và thẩm mỹ. Răng sữa sẽ giữ chỗ cho răng vĩnh viễn tương ứng trên cung hàm, giúp cho răng vĩnh viễn mọc lên đúng chỗ, đều và đẹp, và giúp xương hàm phát triển bình thường. Cần chú ý có thói quen chăm sóc răng miệng từ sớm. Rất nhiều trẻ em mọc răng sữa đều và đẹp, nhưng khi thay răng vĩnh viễn lại hô, thưa, thấp khểnh. Nên cho trẻ đi khám răng miệng định kỳ và theo dõi quá trình mọc răng của trẻ. Tại sao cười có lợi cho sức khỏe? Sự lục hành này hay quá trời. Cười đau bụng quá. Chết mất. Mỗi lần mà cười lớn là tâm trạng là sảng khoái vô cùng. Cười một cái trẻ ra 10 tuổi mà. Cười có thể khiến cháu trẻ ra 10 tuổi à? Dĩ nhiên là không rồi, nó chỉ là nói vui thôi. Có nghĩa là cười có lợi cho sức khỏe đấy mà. Tại sao lại nói như vậy ạ? Bởi vì cười là một dạng vận động.
Cười là một dạng vận động rất tốt cho sức khỏe. Cười mỉm sẽ kéo cùng các cơ mặt, cười lớn lại khiến các cơ mặt, cơ bụng và cơ ngực đều phải hoạt động. Cười có thể giúp chúng ta hít được nhiều oxy và thải ra khí carbonic, hô hấp được thuận lợi, thúc đẩy trao đổi chất. Bên cạnh đó, nó còn có thể kích thích tuần hoàn máu, tăng cường máu đến tim, giúp toàn thân được cung cấp máu đầy đủ. Cười có thể tăng cường khả năng miễn dịch, nâng cao sức đề kháng, làm tăng số lượng kháng thể trong niêm mạc đường hô hấp và khoang mũi. Mà các kháng thể này lại có tác dụng hỗ trợ ngăn chặn các loại vi khuẩn, virus gây bệnh. Cười còn có tác dụng trị bệnh nhất định. Các nhà khoa học từng nhiều lần kiểm nghiệm và chứng thực được rằng cười có hiệu quả tích cực đối với bệnh tật. Ở Anh thậm chí còn có một bệnh viện chuyên điều trị bằng nụ cười. Nếu như cười có ích vậy á, chúng ta nên cười thường xuyên đúng không ạ? Đúng thế, hay là để chú kể cho một câu chuyện cười nha. Vâng ạ. À, câu chuyện vậy nè. Ngày xưa có một cái bánh gato lên đường đi xa, đi mãi. Tới lúc nó đói quá, nó liền ăn chính mình. Thật là buồn cười quá đi. Trời đất ơi, có gì mắc cười đâu à. Tại sao trước khi bơi cần phải khởi động? Nghe chú dặn nè, trước khi xuống bể bơi thì nhớ khởi động đi nha. Bể bơi tình yêu ơi, ta đón đây. Thao, đợi đã. Cứu ta với, chân ta bị chuột rút rồi, cứu ta với. Trời chết chết à. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. Trời ơi chú nè, thấy gái là chú sáp lại à. Ban nãy cháu suýt chết đuối trong bể bơi rồi, thế mà chú còn đứng đây tập thể dục được nữa. Chú đã bảo là phải khởi động làm nóng cơ thể trước khi xuống nước rồi mà. Tại sao phải khởi động vậy hả? Làm vậy để phòng ngừa chuột rút đấy. Trước khi xuống bể bơi phải khởi động toàn thân để duy trì nhiệt độ của cơ bắp. Nhiệt độ trong nước bể bơi thấp hơn nhiệt độ của cơ thể. Đột ngột xuống nước có thể dẫn đến co thắt thần kinh, gây ra hiện tượng chuột rút. Vì vậy trước khi bơi phải khởi động toàn thân, đặc biệt là phải thả lỏng các khớp và các dây chằng rồi mới xuống nước. Bơi là một hình thức hoạt động mạnh. Vì vậy ăn xong không nên đi bơi ngay, nếu không dễ bị đau dạ dày. Ăn xong phải nghỉ ngơi ít nhất 1 tiếng rồi mới xuống nước. Trước tiên cần khởi động các khớp từ cổ, vai, khớp tay, hai cánh tay, xuống eo, đầu gối, rồi đến chân. Mỗi khớp xương đừng quay tròn cho đến khi cảm thấy các khớp xương nó đã nóng lên. Tiếp đến là mở rộng lồng ngực, vươn người, ép chân. Mục đích chính động tác này là kéo giãn dây chằng và các cơ của cơ thể. Trước khi xuống nước có thể vận động bằng cách là chạy quanh bể bơi 2-3 vòng. Cuối cùng là phải tắm tán cơ thể, sau đó mới được xuống nước. Ê, cha hiểu rồi à, cha xuống đây à. Nghe chú nói xong đã. Ê, gì nữa vậy chú? Không được bơi quá lâu, phải thường xuyên lên bờ nghỉ ngơi, đồng thời phải uống nhiều nước để bổ sung lượng nước đã mất. Dạ, cha biết rồi. Cha khởi động xong rồi nè, cha xuống bơi đây. Đợi đã. Cháu vẫn chưa cao bằng nước bể bơi đâu, tốt nhất là mang theo phao này. Tội nghiệp phu la la quá. Hai đứa lùng chi. Tại sao có người lại bị bệnh béo phì? Cố lên. Đúng là chuyện lạ mà, chú đang tập thể dục cơ đấy. Chú đang thực hiện kế hoạch giảm béo đây. Chú ơi, sao chú lại muốn giảm béo vậy?
bạn gái của chú á, chê chú béo quá, nói mà nếu chú không giảm béo á sẽ chia tay với chú á, mà chết thì được. Cũng tốt, như thế chú càng có động lực giảm cân hơn. Chú ơi, vì sao chú lại béo thế nhỉ? À, chuyện này dài lắm. Khi lượng calo nạp vào cơ thể vượt quá mức tiêu hao, phần calo dư thừa sẽ chuyển hóa thành chất béo tích tụ trong các cơ quan dưới da trong cơ thể. Dần dần cơ thể sẽ béo lên. Ăn nhiều đồ ngọt, đồ ăn vặt chứa nhiều protein, đường, chất béo, uống quá nhiều rượu, lười vận động đều dễ gây béo phì. Phương pháp chủ yếu để tiêu hao calo thừa trong cơ thể là vận động. Những người ăn quá nhiều thực phẩm giàu calo mà lười vận động, lượng calo dư thừa sẽ chuyển hóa thành chất béo dự trữ. Dần dần người đó sẽ ngày một béo hơn đó. Ngoài chế độ ăn uống và vận động thì các yếu tố như là di truyền, nội tiết và sử dụng thuốc là nguyên nhân cũng gây nên béo phì. Trên 80% những người béo phì có bố hoặc mẹ, hoặc là có cả bố và mẹ đều béo. Nếu bố mẹ đều là người béo phì, tỷ lệ con cái mắc bệnh béo phì rất là cao. À, thì ra là vậy. Mà thật ra cháu cảm thấy chú không cần phải giảm béo đâu. Thật vậy hả Bu La La? Cháu nghĩ chú không cần giảm cân cũng vẫn phong độ phải không? Dạ không phải ạ. Bởi vì bạn gái chú sớm hay muộn cũng chia tay với chú thôi. Vì vậy có giảm cân cũng vô ích nè. Ây da à... Bu La La, cháu đâu cần phải nói vậy chứ hả? Tại sao không nên thức đêm? Buồn lắm rồi, nhanh nhanh đi đánh răng rửa mặt để còn đi ngủ nữa. Thì cháu coi thì một chút nữa thôi mà. Không được, không được lái xe đêm. Chơi đua xe buổi tối là lái xe đêm hả chú? Lái xe đêm có nghĩa là thức khuya đấy. Giờ cháu chưa còn ngủ, cháu không sợ thức khuya đâu. Tại sao chúng ta không được thức khuya hả chú? Ngủ là một yếu tố quan trọng đối với quá trình trao đổi chất của con người. Thức đêm sẽ khiến cho cơ thể tiêu hao nhiều năng lượng mà không được bổ sung, rất có hại cho sức khỏe. Thức đêm gây thiếu ngủ, từ đó làm giảm sức đề kháng, ảnh hưởng đến nội tiết, khiến cho con người dễ sinh bệnh, làn da sạm đi, mắt thâm quầng. Ngủ là thời gian để cơ thể loại bỏ độc tố, thức đêm sẽ gây trở ngại cho quá trình đào thải chất độc hại. Cái chất này tích tụ lâu ngày sẽ khiến cơ thể trở nên yếu đi, dễ mắc bệnh. Thời gian đào thải độc tố của các cơ quan trong cơ thể lần lượt như sau: từ 23 giờ đến 1 giờ thải độc gan, 1 giờ đến 3 giờ thải độc thận, 3 giờ đến 5 giờ thải độc đường ruột. Thường xuyên thức khuya sẽ khiến con người mắc bệnh mất ngủ, giảm sút trí nhớ, hay nổi nóng, lo lắng bất an, mệt mỏi. Chú rất kém, có phải chú thường xuyên lái xe đêm không ạ? Chuyện này chú thức đêm là vì có công việc thôi. Chú nuôi cả nhà vất vả lắm chứ. Nếu nào hơi nền nó các cháu phải nghe lời chú. Chú ơi, để cháu vẽ chú hai cái vòng tròn trên mắt nha. Nếu không người khác lại không biết là chú phải thức đêm đó. Chú không muốn người ta biết đâu nha. Tại sao pháo hoa lại đẹp rực rỡ? Yeah, ta thích nhất là Tết, được xem pháo hoa đẹp ơi là đẹp luôn á. Ngày nào cũng được xem thì thích biết mấy nhỉ? Thế thì có khó gì, hàng ngày ta sẽ làm cho các cậu xem nè. Như điện còn phóng ra có đẹp như pháo hoa đâu. Pháo hoa có bao nhiêu là màu sắc mà. Đúng thế, tại sao pháo hoa lại có nhiều màu thế nhỉ? Chắc cháu có muốn biết nguyên nhân lý do tại sao không? Dạ có ạ. Để chú giải thích cho mà nghe. Ngoài ngòi nổ, vỏ ngoài, pháo hoa còn có các bộ phận. Thuốc nổ thông thường ở đáy pháo hoa có tác dụng đưa pháo hoa lên trời. Phần đầu chứa chất cháy, chất trợ cháy, chất phát quang và hóa chất tạo màu có thể phát nổ,
bóng trái để tăng thêm màu sắc và độ sáng cho pháo hoa đấy. Chất phát quang là một bộ phận trung tâm của cả pháo hoa. Nó chứa các hợp chất hóa học của kim loại. Pháo hoa chính là kết quả của phản ứng hóa học giữa kim loại, sinh ra ánh sáng có nhiều màu sắc rất đẹp. Ví dụ như nguyên tố đồng, khi đốt sẽ tạo ra ánh sáng màu xanh. Strati khi cháy sẽ tạo ra ánh sáng màu đỏ. Natri khi cháy sẽ tạo ra ánh sáng màu vàng. Độ hỗn hợp strati nitrat với natri nitrat theo một tỷ lệ nhất định. Khi cháy sẽ tạo ra ánh sáng màu cam. À, biết được nguyên tắc này, chúng ta có thể tự làm pháo hoa rồi. Đúng, 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 đúng. Nguy hiểm lắm. Hai cháu chán sống hả? Nhiều cái vụ quả quạng xảy ra là do nghịch pháo hoa đó. Pháo hoa mà sau khi châm ngòi, thể tích sẽ dạng nở gấp nghìn lần, quy lực chẳng thua lựu đạn đâu á. Vậy thôi, bọn cháu xem người ta đốt cũng được. Biết vậy thì tốt. Hãy đăng ký kênh của Bu La La để nhận được video mới nhất nhé.